Rồi bọn xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Rồi, hôm qua miếng đất dưới này mới cắt chiều hôm qua nè, mấy anh em qua đi lấy mấy tay lưới đi dân. Rồi bữa nay mấy anh em đi thăm. Nhưng tôi nói trên này cá rô dữ trời lắm, thấy ham lắm mà. Dạ. Lấy lưới đi dân. Cũng do là ruộng đó cả nhà thì cũng mới cắt xong. Và lúc có lúa thì cá rô nó gom lên lúa rất là nhiều, cá rô cá lóc rồi này kia. Giờ gặt xong là mình đi giăng lưới theo vòng vòng cái ruộng á. Ăn nó vô nó ăn lúa rụng á. Dạ. Mập lắm, cái ruộng tháng này mập dữ lắm. Dạ. Ruộng ba cái bông bọc này nó già nó chết rồi đó. Dạ chết. Ruộng này như bỏ hoang hay sao chứ? Ừ. Thì nó cặp vuông nè, cặp vuông tôm mà cái xả chút cũng hư hết trơn, nó bị nông nước mặn quá. Vụ tới này chắc mình cấy được rồi ha. Cấy vụ lúa chung được. Dạ. Rồi tới rồi. Đây ruộng này mới cắt lúa xong nha cả nhà. Hôm qua gia đình cũng đi giăng lưới ruộng này nè. Và cả nhà mình tiến hành đi thăm. Hôm qua giăng cũng nhiều tay á. Vậy con chết xỉu hả? Về chưa đi tới đâu chân xỉu rồi. Con cá nè. Ôi lâu luôn. Trời ơi, lâu quá trình luôn. Con cá xỉu. Quá trời dính rồi. Cá rô thường nó vô rồi chắc nó dãy dễ chết hơn cá. Con cá nó sình dữ rồi nha. Ủa đã anh hai dính mấy cá bự vậy? Cặp lót kìa. Ủa dính nhóc chứ mày. Con này chắc cũng cái quá. Dạ. Mấy quá rồi, Diễn Tư nói nha, không sai được nha. Dạ. Diễn Tư trên này quá cá rô. Mấy bữa nay do ảnh hưởng bão thì trời mưa nắng cũng thất thường. Giờ thì nắng chang chang trên tí xíu lỡ mưa. Tí xíu ổng muốn mưa, giờ nào ổng mưa. Con này con nó chọn vô đã. Mày ghé. À mày ngon. Giờ nào có chút xíu à. Ê. Một luôn. Rồi mới có một khúc mà 4 5 con hả? Thêm một con chết nữa là 5 con rồi. 5 con. Cái mùa gặt lúa này đó đúng rồi, mình cho lưới có mấy mét nè. Dạ. Thường thì những tay lưới mình giăng trên gần ruộng lúa thì mình sẽ cắt ngắn này cả nhà. Quá ô con cá kìa. Quá rồi. Ô con cá của anh hai quá tay rồi. Vàng vàng luôn. Mập dữ trời lắm. Đó, ăn lúa là mập dữ lắm. Ba lúa còn sót. Ô vậy là này quá nhiều luôn. Hình như con thấy đây nữa nè cha. Đó. Ủa nó kìa, nó kìa. Ô liền con luôn. Cắt nó động á, cắt nó động nên dạ. Nó đi thúi quá rồi, cá chịu không nổi luôn. Mà con nghĩ là ban ngày thường nó đi kiếm những cái chỗ sâu á không? Ban ngày bị có hé nắng lên nó trốn xuống chỗ sâu nè. Dạ. Còn như ban đêm là con nghĩ là lên đi ăn vòng vòng á. Dạ. Này khỏi con đi ăn nằm chỗ. Dạ. Quá trời lúa. Ít bữa nữa bên cái miếng ruộng của Dượng Tư á, gặt là còn nhiều nữa chứ thôi. Hôm qua không kịp luôn, đi dưới sình này nó lúng muốn té vậy. Chợp lắm đó, cục nào mà nó. Anh hai coi khúc này có không anh hai, em thấy chìm chìm vậy. Quá là liền con luôn. Ba đi. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 con. Trời ơi, tay lưới dính gì thấy ghê chạy. Cá dữ lắm, mà Dượng Tư nói trên đây cá Dượng Tư văng. Dạ. Ở bữa nào đất Dượng Tư đẳng cắt mình văng nữa. Dạ. Đất đằng Dượng Tư đẳng mới nhiều. Ừ, chưa văng. Đất đẳng chưa văng. Dạ. Tại cái ta cắt gỡ chưa, bắt đầu nó gom lại cái miếng chưa cắt. Dạ. Tay lưới này cũng xong thì
còn tới 3-4 khúc lưới nữa. Mình sẽ đi qua bên kia thăm tiếp. Có gỡ quá hơn. Dạ. Yeah. Cái lưới này văng ngang hả? Ôi, cái lưới này cục văng ngang. Trời ơi, con cá bự kìa. Ôi. Kìa. Mê quá rồi. Ôi, con khúc mà nè. Con khúc mà dính kìa. Nè. Cái lưới này chừng 3-4 mét gì à? Biết gì mua nguyên tài lưới với dài 100 mét nha. Hồi đó là mình còn làm ruộng đó, mình văng tay lưới cục cục như vậy đây không à. Dạ. Chứ trên này văng lưới dài cũng đâu được đâu. Dài quá, dọn tới luôn á. Ồ, uống luôn à. Ồ, cá gồ của cha bự kìa. Ồ, là màng nó vàng. Quá. Qua tới giờ cá khờ hết chưa? Dạ. Yếu luôn. Yếu hả? Con hút cả này ra chịu nổi. Phá cá rồi. Lưới thì mình sẽ để đây chiều mình xuống nha cả nhà. Chiều dưỡng tự qua kiếm cho cá nữa. Ôi ôi, mới có hai tay có một khúc mà gần 20 con. Bắt đầu mình đi thăm tiếp rồi. Rồi lúc mà mình nghe rồi dính nó là nó vô lúa. Rồi nó nhảy lên những cái bông lúa mà xuống phải không cô Chính? Ừ, mấy cái bông lúa rồi quằn quằn vậy đây, lỡ ăn là còn cái cờ không có tội lũi luôn. Dạ. Ăn ăn hơn chuột ăn nữa. Dạ. Yếu quá vậy. Ồ. Yếu quá vậy. Yếu rồi. Ồ, cũng dính nè. Mấy ngoài này cũng trong nè. Rất là cặp với bà. Dạ. Ôi. Đây nè. Thổ quấn được đó không ạ? Ơi. Ồ, coi nè, uống. Ô là mèn nó uống. Cá tháng này thì khỏi chê rồi Chính. Khỏi chê. Khúc này cậu Chính văng nói hai tay luôn ha. Ừ, chỗ này cấm rồi. Dạ. Khúc chỗ này hơi sâu. Ăn thì hư nồi cơm nữa. Chậu tí xíu rồi. Dạ. Cái này là mới gọi là đúng chắc cá gô đồng nè. Chính nữa nè. Cá này cũng không. Cái đó không to bằng ha. Khúc này hết. Khúc lần này hết ha. Sảy nè. Sảy rồi. Cặp cặp mấy bờ để cho dính lắm đó, dãy dãy rồi đó kìa. Đây. Cặp mấy bờ. Ôi kìa. Chá. Ô, anh trước còn thấy, nhẹo dần rồi chú Tư. Quá. Ôi liền con luôn. Vô chú Tư. Cặp luôn rồi. Có một cặp luôn hả này. Cặp này dính cả một cặp luôn rồi. Kìa đằng đầu kim thấy quẩn luôn kìa. Bành tay lưới luôn rồi. Wow. Để tay lưới tới dần cặp ở bờ nó ngon quá. Dạ. Biết mình biết cá đi hướng nào thì dần mình chỗ nào sâu sâu dần. Mình dần kiểu bao quanh hết mà. Dạ. Nắng nó ém luôn. Dạ. Dính ốc luôn. Hay dưới ta. Dính ốc luôn. Tay lưới thì gì? Tay lưới này là im rồi. Ồ. Ồ, cặp sao? Ồ, chiếc ốc nữa nè. Ủa, cá gô con ốc. Ở đây tư. Ui. Ui. Dạ ơi. Quá rồi. Cặp tới bờ này có lý à. Im bờ đi. Ủa, cái tay này để tới ngày mai thì thôi chắc cỡ không nổi luôn quá. Mình giờ cái tay lưới ở giữa nó vô cặp mé này luôn đi. Dạ. Dính quá dính. Mé dính liền con luôn bự không à. Lộp đặt cặp mé này nữa hay gì? Không?
ngoài là con bé là cái chị vô nha. Lợp thì hôm qua đặt cũng hai cái thôi cô Trinh. Hai cái. Xách lợp từ dưới nhà lên đặt, chứ nhưng tôi không có lợp. Hết hả cô Trinh? Hết rồi. Lấy hết rồi luôn rồi đó. Để coi ai được. Dữ lắm rồi. Tầm mã nhiêu rồi. Ô là mẹ. Ý là mày. Lên một cuốn. Cỡ 2 kg. Toàn cái gù mề luôn. Quá rồi. Để thăm mấy cái lợp coi được. Có dính gì nữa không? Mình đi lại đằng kia mình thăm lợp nha. Dạ. Thằng kia cái hay coi chứ. Ừ. Nước sâu tới đầu gối luôn kìa. Nước trên ruộng đi không nổi luôn. Đập. Đứng không lấy hên cái coi. Ôi, có khó kìa. Ô, cái gì bự quá coi Vinh. Có cá phi. Ô là. Ô là. Ô. Ok cá bự à. Giữ rồi, giữ rồi. Cái gô con nào con ấy, hết biết rồi. Cái gô, cái hốc nữa kìa. Cái lợp gác cuột bằng dây chuối không phải dính cả này. Quá trời. Máy cắt nó động nó đi. Cái lợp cũ này nó chạy mới nhiều nè. Cái lợp máy chịu chịu rồi. Cái phi Đài Loan nó vậy. Có cái dây nữa kìa. Có cái dây nữa. Ồ, thứ. Ồ là. Cái con cá lóc bị chết rồi. Chết luôn. Trời ơi, vô nhiều quá. Cá gô trời ơi, 2, 4, 6 con cá gô. Vô nhiều quá. Cô mè không à? Quá rồi, quá. Cái nước này nó đục quá nè. Còn cái kia nữa. Cái đường mé này im quá mà. Cỏ cỏ gì đây, cá trú nhiều lắm. Dưới nó sâu hơn, cái này nè. Dạ. Cá trời nắng nó vô nó trú. Còn cái nữa. Quá trời đây ốc luôn kìa. Quá ốc bùi vàng. Lội dưới trình này rồi. Bước muốn không nổi luôn trời. Dạ. Chỗ khúc này mấy cây bồng bồng này đất nó hơi cứng nè. Ủa cái lọt này nó lạc ngang luôn ơi. À? Trời gì coi dựng cái lớn đi ơi. Đâu nè. Trời ơi. Cá lớn á. Ô quá trời cá lóc ơi. Ô là trời. Đâu đâu đâu. Ô là trời cá. Cá bự kìa trời. Trời ơi. Quá. Từng ký luôn. Ô cá lóc này gần cá ký à. Coi chừng. Ủa, nó đi lẻ vậy ta. Không có cặp ha. Chắc nó chưa bắt cặp á. Cũng được mấy con cá gô nữa nè. Đi cặp cái gạo à. Ô. Quá. Cái này ít cái gồm. Quá nửa gọng. Mình chơi hồng. Ồ, cá lóc bự kìa. Quá thật, nó nhảy ra. Buộc xiết lại để. Nó lọt lật ngang qua luôn. Lật luôn quá vậy mà bự quá mà. Bự nó phóng rồi. Nó không ra là hên lắm rồi đó. Cái lợp hên nó chơi kìa. Mà lớp cũ nó chạy mạnh hung đó. Dạ. Lưới mới thì thường cái lợp làm lưới mới là nó ít chạy lắm. Ít chạy. Dạ. Sáng nó bia còn hơi mũ. Dạ. Không như tôm thẻ này chứ tư. Tôm thẻ là lú mới là để xuống là chạy liền à. Tôm thẻ khoai lú mới. Quá à, trời. Quá. Vô nhiều quá rồi. Bữa nay thu hoạch quá trời cá rồi. Rồi xong đó. Rồi mình đi vô. Quá êm. Đi bê bê vậy. Thì hiện tại gia đình mình cũng vô tới nhà Dương Tư rồi. Thì hôm nay Dương Tư cũng có nhà thì mình sẽ cũng quyết định là làm lai gai với Dương Tư luôn. Cá thì cũng chia làm hai món. Một món thì cậu Chính đang nướng với cái phần này. Chú Tư quyết định là làm cái lẩu khế. Lẩu khế chua. Dạ. Yeah. Sắc mà nãy giờ cứng trên hàm hết rồi. Thì hồi nãy cũng có ít con cá nhỏ Dương Tư nó bị ngợp nè. Thì Dương Tư cũng đưa ra để mình làm ăn luôn. Nguyên liệu hôm nay chuẩn bị thì nãy giờ cha với Dương Tư cũng có đi kiếm vòng ít rau, bông súng, lá cóc với hẹ rồi để mình ăn kèm với cá nướng. Kia có ít bông súng nữa. Bữa nay ăn cây nhà lá vườn nữa à. Làm cái lẩu này thì hơi khỏe hay chứ tư. Khử tỏi xong thì cho nước vô chỉ đợi sôi thôi.
Đây sôi rồi ăn được rồi. Dạ. Chính hôm nay đảm nhiệm cái món nướng này nha. Thấy cá nướng đẹp hồn ghê. Dạ. Chính con cá gô thấy ngon á cô Chính. Nó tròn vo. Tròn vo. Nướng tôm mỡ rồi. Thầy miếng khế cô Chính ơi, thử coi chua không? Nè. Khế chua đâu khế chua. Khế chua. Không có muối chấm là chắc dữ lắm á. Chua mà phải cho chua mới được nha. Đã. Nên ăn đã đỡ đi. Đã. Ok. Thành mắt hí luôn à. Ăn cà lâm luôn. Ăn mắt xéo xẹo vô. Nhân. Nhân vậy. Ăn cái này ra ngoài ra mới thèm. Ăn không nhân sao thèm. Hiện tại thì chú Tư sẽ cho khế vô nha cả nhà. Cho sớm tí xíu để cái nước chua nó ra. Từ giờ đến nhiều quá, chua quá ăn không nổi. Dạ. Cái bông súng này rồi có cú co không anh hổ? Bông súng đã đâu có cú co đâu. Súng ba mới có vậy. Không bông súng mình mà cái này là cái kêu mộng bông súng, cái cú co là lá cú co nó nhỏ. Nó cũng loại bông súng này mà. Nó cũng dòng họ nha. Ờ, mà cái lá nó nhỏ. Mà lá nó tròn vo nghe. Cái lá vậy đi. Ừ. mấy cái lá mà nó bự vậy đây nè, cũng bự lắm mà. Cũng bằng cái ly này nè. Cái củ co đó là sao Nhân Tư? Nó cũng súng vậy đó mà nó không có gờ, nó tròn vo thôi, nó mà nó không có gờ rễ gì hết trơn á. Đang sống hả luộc? Luộc á. Luộc ăn nó bùi bùi, bông dữ trời lắm. Ăn như khoai vậy ha. Ừ. Như củ ấu không? Ừ. Mà nó hơi nhẫn, biết ăn được mới người ăn được, người ăn không. Dạ. Nhẫn. Người trong đồng là mới biết ăn, mới ăn được hả? Ừ. Dạ. Dạ. Đau lưng lắm phải không? Không có đau. Không móc. Không móc đau á. Nó nhức không ạ. Nhức không ạ. Dưới cũng năng rồi đó. Cũng năng. Dạ, cũng năng thấy gì chứ, móc mau lắm nghe. Cái dọn nó, ta dọn thỉnh ra cái ta bóp nha. Nó dày là nó nằm chơi đâu mà. Ừ, nó dọn ra. Nó bụi rồi, nó đầu cái dọn ra một thỉnh vậy đó là ngồi ta bóp nè. Vậy là biết thế, cái là dễ. Nó cũ á, bắt đầu vô trong đó bắt đầu cuộn lên. Trời ơi, nó nằm cũng như cục đạn keo vậy đó. Lăn cống bằng ngón tay dằn khè. Ngon lắm mà. Bột không mà, giờ cũng yên đây luôn. Có gì bằng nó nổi đâu. Ngoài này nó mát, gió. Còn lọc rồi, lọc hoài luôn. Đang đẹp. Đường. Cũng như tính bậy đó, nhậu kêu bả đi chiến thử rồi nó chua này nha, chiên cái đầu nó hết chua bả quậy trong chén này bả đi để chiên cái gà nhậu hỏi bả chứ bộ cái bể bảy bộ chiến dịch rồi nãy thím chiên thím không có bộ muối cái gì tao bỏ bả nói sao không nãy tao bỏ cả nấm tao nói hèn chi mặn chắc. Bỏ không bỏ muối à? Bỏ không ngon. Nhậu mà nhắm khê mà uống rượu trắng mà kêu bả đi chiên ốp la, bả đi quậy ra bả chiên. Chiên rồi cái đầu vô người nào nó gấp nếm thử lắc đầu không. Nếm bể nãy bộ thím chiến dịch thím chiên không có bổ muối hay gì. Chứ sao không mày tao bỏ cả nấm. Nó hàng chi mặn chát. Cá sao rồi cô chứ? Chính là cái gồ chính rồi. Dạ. Mấy con cá lóc này thì nó vừa ngọt nữa chứ này thì hơi nhỏ à. Vừa ngọt thì sẵn Nhân Tư thì cũng đem ra cho mình xương xương luôn. Chứ cá này thì mấy con bên kia hơi nhỏ chưa bắt được, con này với con này thì được rồi nè. Cái cỡ này ha, mà luộc hèm ăn cái tới bài luôn. Luộc hèm mà mình để dãy nha cô chứ? Ừ, để dãy. Cá luộc hèm bự quá ăn không ngon. Để dãy hình như là mình không làm ruột luôn phải không? Mình để nguyên con phải không? Ừ, hay là mình bằng ruột? Để ruột luôn nhưng mà gọng cá được cá qua đêm. Mà cá cái này nè, cá qua đêm nó sạch ruột. Tháng hạn là ăn cá bị già. Cá này cá tơ nè, ngon như trời lắm. Chứ nó vô lợp rồi, chạy lợp rồi nó cũng nhả mỏi chân á. Hồi nãy chú Tư mặn trong ruột không có gì hết trơn Nhân Tư.
bị nó chưa? nó vô lợp rồi nó đâu có còn ăn mồi được. Dạ. Nhất là con cá rô, ở trong là mở không? Không có gì mở cá rô thằng này mà con cá rô thấy vậy chứ đặt lợp chạy cũng mạnh lắm ngàn. Hồi nãy cái lợp chạy hết biết chạy luôn. Cái lo cá rô mà mấy cái đường mà mương mương mà theo cặp mấy lúa mà người ta cắt đó. Dạ. Để một cái chạy. Nửa lợp luôn. Chứ cái lại đặt thấy gì dở hơn cái lợp. Dạ dạ. Dạ. Cái lợp là làm như mình đút vô trong cỏ để ém được á, nó im lắm. Cái lợp thường thì cá gì cũng vô được hay những tên. Trời ơi, cái giày đó mà gặp cái lợp là mê dữ trời lắm. Lợp lò đồ đó, cái giày mê lắm. Yeah. Phải vô thôi à. Tại thì chú Tư cũng cho cá vô. Cá này cũng dễ chín á. Thì mình cho vô rồi xôi thì mình sẽ ăn được rồi. Tại mình ăn lẩu nha. Còn cá bên đây của cậu chín thì tới đâu rồi cậu chín? Chín rồi. Mình thấy im quá hả? Nó tươm tươm mã này cậu chín. Cái con này mới giữ nè. Cũng mềm xèo ha. Mềm xèo luôn. Tới đầu còn chín, bắt mùi dữ lắm rồi đó. Cá em chín rồi anh Tươi. Đây thì xong luôn, lượm nè. Cá gô tháng này thì khỏi chê chỗ nào hết chứ. Khỏi chê. Cá gô này mà kho tiêu hay là kho kho trái giác á chú Tư. Ờ. Im lắm à. Trái giác. Đó vô rừng gặp cá gô này kho trái giác không? Dạ. Yeah. Thủ chắc chuyên nghiệp ăn trái giác hả? Dạ. Béo vậy ta. Gù mà nó hơi chết. Cái gù chết mà khỏi trái giác ngon. Chứ gù sống cái này khỏi nó khó. Chết. Không thèm ăn cái gù sống nè. Chết cỡ bao lâu? Dằn lưới tới sáng chết đó. Chết thì nó chết, dặn, chết hơi ấy một chút chứ mà mới chết cũng không ngon phải không? Ừ. Chết mà nó chưa có nổi á. Cái đó là gọi là đúng cách ăn hơn những tên kho với trái giác mà kho lạc lạc. Dạ. Dầm ra thứ gì chịu nổi à. Chấm một súng này cái nữa à. Ngay luôn. Giờ mấy anh em cũng đi thăm lưới nè, được mớ cá về làm được hai món, mời cả nhà dùng chung với gia đình mình luôn nha. Rồi, mời xin mời cả nhà. Vô. 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 Trong luôn anh Tư. Ừ. Lâu quá chừng mình mới gặp à. Đã quá được. Đã thôi hả anh ơi. Còn quá đã luôn. Gụ này cay hơn gụ dưới à. Cái này ăn cốc ăn con này hay mặn không ta? Ăn còn chấm muối nữa chứ tôi. Chấm cái mới vừa ăn nha. Đi chan như nãy nói chứng dịch vậy đó. Đâu chứ Tư, nãy cái này đâu có mặn đâu. Quá trời cái gù nó bỏ. Nãy bỏ cái nấm muối mà. Quá trời, cá nó uống. Quá im không trời. Quá im. Béo ngậy luôn rồi. Cá gô chảy mỡ. Dạ. Yeah. Phải. Mấy cá gô này nhìn ngon quá. Tháng này uống dĩ trời lắm à. Tháng cái tháng hạn chụp đìa đấy gì chứ con cá nó bự chứ nó đâu béo bằng tháng này đâu. Ừ. Nó cũng không ốm không mà nó không được béo hay chưa Dương Tư. Ừ. Nè, không ngon mà không hởm à. Bữa hởm ăn không có đũa ăn gì đây mới ngon nè. À. Ăn cá nướng gặp dưới đây con gối ăn như ngon. Quá trời cá béo. Tháng này nó ăn được lúa hay gì sao mà nó béo như vậy. Nó ở ngoài lúa nó ăn lớp nào lúa rồi ba con sâu cào cái lúa nữa. Mấy bụi lúa kìa ăn sơ cờ luôn. Bên đó đó, sập sập đó. Dạ. Yeah. Nó phóng lên nó ghĩa dữ lắm. Cái bông thấy quằn vô giờ cái bông thấy đứng sững nè. Ừ. Hết quằn luôn. Mà không còn hột. Đứng sững mà không còn hột. Hết lên ăn. Nghĩ mấy con cá rô này cũng hay hay anh Tư. Ừ. Bông mà hơi quằn quằn xuống nó nhảy lên nó ăn hết trơn.
Rồi thì chứ bông lúa mà gió thổi vô mà quạt quạt đó là nó nhảy lên thoát lên nó quất á. Dạ. Thì mấy cái thì lụt cái đầu xuống rồi xong. Gặp này mà cỡ tháng chứ văng vòng vòng mà lúa đâu dính ha Dân Tư. Dễ gì. Nó vô giữa chân ha. Vô lúa chân. Dạ. Có cắt người ta cắt trống gì đó như nãy miếng đất dưới đó. Rồi dạ. Cái đầu nó mới vô trong mé rồi mình đặt lợp nè. Văng lưới dính gì trời lắm. Dạ. Đó, có tay ở giữa ít chín quá. Ở giữa trong nó mé, trong mé nó mé nó vô mé. Vô. Vô trong bệt. Ngoài trống quá. Nhát. Dưới đất cắt trống ra rồi. Qua đã. Thời xe mình lên hồi lúc sáng mà giờ tới trưa luôn rồi. Cho đi thăm rồi về về làm cá rồi nè. Cũng còn lại ít thì mai gia đình mình làm ăn cơm. Cắp cho ăn nó không có ngon. Cầm gì thế nè. Vui 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 vô trong muối vậy nè. Nồi nồi vô nha. Cắn rồi. Dạ. Giờ cái gù này đang ngon hơn cái gù hổm lắm. Cái gù hổm chưa có lúa chín nó đâu có mập bằng cái gù này đâu. Nó bự mà ăn đâu có béo bằng đâu chứ ta. Cá mà tháng này từ đây lên là có mập dữ trời lắm. Ăn được ba lúa non nè. Dạ. Mới mấu còn chét lại nó ăn thêm nó luôn mập nữa. Vì chứ bây giờ vậy chứ văn gì đây chứ ít hơn mà ít bữa nữa kìa tới chục rồi kìa. Lắc quá hả? Ờ chục rồi đất trống kìa có quất cái đám mưa thăm một giác 2-3 kg rồi chứ. Dạ. Cái này nè. Cũng đâu mình kéo côn được không? Được. Ở đây có dàn côn gì đó không? Có. Chừng nào lên chừng nào chục cái lên mấy anh em kéo một bữa ăn chứ không có nôm. Ờ hổm nôm tôm càng tới giờ còn ngon rồi. Cái đó bắt mới đã đó, bắt cái hàm luôn à. Dạ. Kéo cái thấy chỗ nào nó chầm tim là ngay đó phải không nó? Ừ. Gói này mấy ly mới được cô chứ? Cá đồng là ăn chứ có ly biển. Mặn không? Không vừa vừa. Mắt chấm mấy cái biển ngủ còn quậy vậy. Các bọn cá cái biển ăn ngán chết luôn à. Có cá khoai ăn được. Ừ, theo mồi đi vô Tân Tư vô đóng đây chừng nào gắt Tân Tư chưa biết nữa bây giờ trong này chín ngoài chưa chín nữa không biết nợ cắt cho hay nữa nha. Ừ cho hay lên loại lúa tiếp bây giờ chín. Giờ máy móc cũng làm mà khỏe lắm. Dạ yeah. Hay mình lên văng lưới á. Kéo côn. Giờ bữa cũng kéo côn tới chục rồi mới kéo rồi. Được. Chục lên đó là chục không ta. Tư tính xạ lại quân 2 hay là cấy? Xạ. Xạ quân 2 canh cái canh nước cực ạ. À. Đâu có đâu cũng dễ vậy. Bị đầm lọt hết mà. Ừ. Cái này là đầm lọt hết trơn ai cũng bơm hết trơn rồi đâu có ấy đâu. Năm nay yeah. Bơm này nó đỡ. Ừ. Chứ mình nên sao bơm nổi canh nước chết luôn mà. Dạ. Yeah. Mà nhỏ nhỏ này canh mình nên mội đủ chết. Tốn tiền dầu chứ. Chết luôn á. Bơm chừng cỡ 1000 cống vậy hả? Đất đây, lan không? Đất đây này, mấy miếng lớn nó bơm mà cái mấy miếng nhỏ khô mẹ nó. Chung lại cái nó hẹn ngày nào ngâm giống cái ngày nào anh hai cho cảm nghĩ về cái món hôm nay anh hai cái món canh chua ý lẩu chua khế à. Món này quá êm lâu lâu mới ăn lại cái lẩu chua mà nấu bằng khế. Khế nè ăn cái mùi vị nó là lạ lâu lâu mình ăn lại ngon mình tôm này không? Cũng lâu lắm mới nấu cái này một lần với thêm góp phần cái là cái gù này quá ngon quá béo. Quá im. Nghe cá rô không chứ không còn nghe khế nữa. Cá rô này nó lắp cái mùi khế luôn rồi. Bữa nay không cây. Vô. Theo mồi đi. Vô. 2-3 người cầm mồi quá rồi. Chuẩn bị sẵn luôn rồi mà. Ừ. Em không kịp. Lại coi lá xài này rồi nè không bẻ uống trời. Quên ha. Hơi già chứ tôi. Thấy còn màu á. Lá xài còn màu là còn im à. Cá gồ không béo. Cá gồ béo thiệt. Ăn coi cục mồi cố sơ mà dở hơn Vũ Phương. Vũ Phương bắt dính cá gồ cố sơ nữa kìa. Tôi bắt con mồi quên.
còn trong đây nửa con mồi bắt được một con đấy. Kia người ta này chụp dính, ai kia chụp nữa đó, nói chuyện nổi luôn. Cái gùi mà nướng mà gói lá bụng trúng nữa thì thôi hết, ăn cỡ này còn không hết mồi nữa. Tới công chuyện quá trời mồi.